Xin chào, tôi là An. Nhưng cuộc đời tôi thì không bình an như cái tên của nó. Công việc thì giang dở, tình duyên thì lận đận, xui xẻo thì bùa vây. Đó là lý do tôi tìm đến Maybelline, người có tuyệt chiêu xem mặt bán vận nổi tiếng khắp Sài Thành. Chị ơi, em khổ quá, chị giúp em với. Nên mà cứ bị bóng dầu là đời cứ u sầu và kém may. Mà toàn dầu ghê quá à. Mất an toàn vệ sinh thực phẩm quá à. Về đi đi, về đi, về đi, về đi. Nên mà nhầy nhụa tụt trơn thì tình duyên cũng không bền bao lâu. Anh mới đến hả? À, thật ra anh là anh ruột của Bình. Bình đến không được nên là anh đến xin lỗi em. Vậy thôi không có gì, anh đi trước nha. Anh, anh. Nên mà dầu đổ bóng nhờ thì tiền đổ biển, vận xui đổ duyên. Em đã thấy sự khác biệt chưa? Đầu năm khuyến mãi, ta sẽ tặng cho em một bí kíp. Đó chính là kem nền kiềm dầu Fit Me. Kiềm dầu vận may đón đầu, nhớ anh bóc Maybelline để chế đoán vận cho nha.